Xin chào các bạn, mình là nhân viên kỹ thuật công ty phụ kiện tủ bếp Erogon. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt bộ sản phẩm giá xoong nồi nan inox cao cấp của hãng Erogon, mã sản phẩm là LP80B. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem qua là trong bộ sản phẩm gồm những phụ kiện gì. Thứ nhất là bộ giá xoong nồi inox 304. Bộ giá này thì gồm có hai cái que để móc khay nước. Thứ hai là bộ dây giảm chấn để kéo bộ giá xoong nồi ra vào. Thứ ba là thanh bắt mặt dây để bảo vệ dây không bị nước chảy trực tiếp vào. Thứ tư là khay hứng nước để tránh nước chảy xuống tủ. Cuối cùng là bộ phụ kiện gắn cánh để gắn cánh vào giá xoong nồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt bộ sản phẩm giá xoong nồi này. Bước đầu tiên là ta sẽ lắp bộ dây giảm chấn vào trong tủ. Khi lắp dây vào trong tủ thì ta chú ý là chúng ta lắp đo khoảng cách từ dưới đáy tủ đến phần thấp nhất của thanh bắt mặt dây là 2,5 cm, và từ bên ngoài mép tủ vào đầu ngoài của dây là 3 cm. Sau khi đã lắp đặt xong bộ dây vào trong tủ, ta tiến hành lắp giá xoong nồi vào dây. Ta lưu ý là khi lắp ta cần lắp hai cái móc nhựa này vào để cố định dây. Và tiếp theo là lắp hai con ốc. Khi lắp hai con ốc cố định dây này thì ta lưu ý là chúng ta không nên siết chặt luôn, mà chúng ta chỉ lắp tạm thời và kéo ra kéo vào để cho bộ giá xoong nồi ở vị trí thích hợp kéo ra vào trơn nhất. Sau đấy ta mới cố định dây và giá xoong nồi và siết chặt hai con ốc. Sau khi đã lắp đặt xong giá xoong nồi vào với dây thì ta tiến hành lắp thanh bắt mặt dây vào. Tiếp theo thì ta sẽ tiến hành lắp phụ kiện gắn cánh vào trong giá xoong nồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đo khoảng cách kích thước để gắn cánh vào giá xoong nồi. Khi đo kích thước gắn cánh thì lưu ý chúng ta cần lấy một mặt phẳng chuẩn. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lấy mặt phẳng ở bên trái này và mặt phẳng bên dưới này để làm chuẩn. Ở đây thì kích thước từ bên trái sang đến tâm lỗ của thanh bắt mặt cánh là 9,2 cm. Vì giá xoong nồi này cái thanh bắt mặt cánh có thể di chuyển ngang, vì vậy tôi sẽ lấy kích thước từ đáy tủ bên dưới lên đến lỗ vít dọc này là 11,3 cm. Khi đo kích thước tương ứng thì tôi sẽ đo trực tiếp và đánh dấu lên cánh tủ này. Thank you.
Tiếp theo ta đo lỗ vít từ tâm lỗ vít dưới này lên trên lỗ vít dọc bên trên là 6,2 cm. Tiếp theo ta sẽ đo khoảng cách từ tâm lỗ vít của thanh bắt mặt cánh này đến tâm lỗ vít của thanh mặt cánh bắt mặt cánh như này. Ví dụ như ở đây tôi đo được là 62 cm. Và bây giờ chúng ta sau khi đã đo đạc và đánh dấu kích thước trên cánh tủ, ta tiến hành lắp cánh tủ vào bộ giá xong rồi. Sau khi đã lắp được cánh tủ vào với giá xong rồi, ta thử kéo ra kéo vào và kiểm tra độ cân cánh tủ với hai mép xung quanh và mép trên mép dưới và tiến hành điều chỉnh sao cho hợp lý. Bây giờ thì cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành lắp khay nước vào móc giá xong rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước lắp đặt một bộ sản phẩm giá xong nồi inox cao cấp của Eragon mã EAP 80B. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Chúc các bạn thành công.